quý vị, vào lúc 19 giờ tối ngày Chủ nhật 16 tháng 4, một trận đấu bóng đá đặc biệt chưa từng có đã diễn ra tại nhà thi đấu đa năng trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh giữa các cầu thủ Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG khóa 4 và đội của các em học sinh trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện do công ty cổ phần sữa chuyên nghiệp Việt Nam Vinamilk phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Trận đấu đặc biệt giữa các em khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu Thành phố Hồ Chí Minh và các em Hoàng Anh Gia Lai đã diễn ra sôi động lạ thường vì một bên phải bịt mắt đá bóng với bên kia. Và đây là trải nghiệm đặc biệt lần đầu tiên của các cầu thủ đội học viện khóa 4 Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Thi đấu bóng đá một cách chuyên nghiệp với đội tuyển chuyên nghiệp, được gặp và trao đổi cùng với các danh thủ, các người mẫu, diễn viên, đạo diễn nổi tiếng như vợ chồng Hoa hậu Diễm Hương, ca sĩ Anh Khoa, MC Thanh Phương. Đây cũng là sự trải nghiệm lần đầu tiên của các em học sinh trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh. Hai sự trải nghiệm mới mẻ của các bạn trẻ nằm trong chuỗi các hoạt động giáo dục những giá trị sống tốt đẹp cho thanh thiếu niên Việt Nam thông qua hoạt động thực tế, với mong muốn lan tỏa ý nghĩa của sự sẻ chia, tính cộng đồng, lan tỏa hình ảnh của bóng đá yêu thương, giàu tính nhân văn và giàu nghị lực. Điều thú vị là bắt giữ khung thành cho các bạn trẻ khóa 4 Hoàng Anh Gia Lai lại là ca sĩ Phạm Anh Khoa, cũng là một tay chơi bóng đá rất nổi tiếng, đã phải 5 lần vào lưới nhặt bóng trước những cú sút bất ngờ của đối phương. Kết thúc chung cuộc, đội của các em học sinh trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc thắng áp đảo với tỷ số 5-1 trước tuyển trẻ Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG khóa 4.